đầm làng về tịnh rồi lưu cho bà chân năng tịnh rì kệ rì ya nè mang sa ca thoại nầy nhom prea cả rộ nà châu miên đo prea đo miên prea âm chít prea a ra hân đo pro sa truong tra đăng nơ nhây yết thò tiêm phuông đòi prea ong la ri ke ri ya ne mang sa ka thvai bong kum nai khnyom mien da prea da mien prea phia ong nung prea ong chia prea arahan da pra đăng nơi nhảy yết hoa tiêm phuông đại pro bay ân miên kru cha na pro đau pre ong lai cái này là ngày ni chi ngày upao sat sat cái này dường nâng sạch 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 nơi nông bà vọt bụt ưu bà sọc nhà cũng trẻ môn tới rồi thơ mô mê cổ mà tục hỏi đòi ngày 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 muốn nói dương riêng vì bà vọt rồi bỏ chỉ vụ cao mà rập hạch cái này rồi có dự hai tháp bệnh chỉ vụ đòi cột bàn trên từ sắp xa nước nông sâm nặng a cha tị xa ba màu hãy riêng phóng phơ ca phóng mục vị chia đài kể riêng chỉ tràn chân nằm bọn tay quạt riêng mân chỉ tràn chân nằm tế thêm tiền riêng phóng thuơ ca phóng cái này một buổi chia nâng riêng toàn tại đọc bàm mùi chân nằm bọn tài quát riêng trâm tài bạp bì chân nắm nà, đi đòi thiệp chliêu thiệp biên vây được bọc quát cơ thể chân bàn thà mà nụ dưỡng về miền ụ bạc đi xài nà bọn bà rà mấy riêng khuôn biên ca sân xóm nơ ca chết đầm riêng khuôn chẳng hỏi cứ dương một ai thà trừ ai mà đâu dương miền hiệp smile kia nó thế cả đà đôi chỉ buộc cao mà rập hành chẳng cứ quạt riêng phục cải chập chết chấp chẳng mà nô xa mạnh thoa mà ta trời chùm này bên dù xâm rạp sắc xa riêng sốt nà quạt riêng trong tạc bằng tạch bằng tuốt cứ thả quạt á chết nà hay mộc chia ba kế chùm ngư kế nâng chư dù hỏi nà chia ba con rồi bỏ chia ba propun bỏ lột sẽ thay nắng đã quạt miên chùm ngư nắng chư du hai chư các ba nắng ở phần bờ chín nắm mà bẹt nông có mình chia
bệt nít cổ mình chìa gần nà tay đọc bệt mộc chìa bàn cừu bệt chìa vụ cao mà rập hạch nắng đặt nắm trong tay mũi đón gần nà đặt nắm trong tay mũi đón phần chạy chụp ngư nâng xa thu là đôi cái chạp bệ đôi cái chạp bệ chẳng tạc bệ bồ chì đò lục rù bệ sốc chật lẹp bòng nơi trọp sập bát chả ơn cả hạp bản nạ rồi hồ tự đò buôn bòn cả hạp bản nạ chụp này cầu nó có buôn bòn cả hạp bản nạ côn phở xa có buôn bòn cả hạp bản nạ đồng sẽ thấy có buôn bòn cả hạp bản nạ làng mùi mơn và mùi bòn cả hạp bản nạ nơi miên là tê xê xâm rạp phương tổng nơ nơi miên tia sát nơi miên tia xây chôn chìa rộng quan đoàn cụ bè vì bố quạt bàn chuối bây bạch thay ra xa chùm ngư nâng là cá giờ chất tục đặt cơ nà nên cứ thà phép phép chùm nến đôi khai dương chạc bò rán còn nên dây thà chê hà quay muối chê ôi bạc cọt cơ nà dương chê bạc cọt cứ thà lối về ruột trốn cơ nà chê bạc cọt lối nâng về ruột trốn tại bà dương chê mình bạc cọt tế bà dương chê mình bạc cọt tế lối nâng về ruột trốn thì mình trâm để lối nâng về mình ruột trốn tế cứ thêm tiền càng nghe thằng lại thằng buông nâng cứ tha trơ miên ca rèng sẻ cái đấy trơ khát bằng nữ phá bì giáo rập bọc trùng hôn trơ khát bằng bì giáo rập bọc rốt nâng thêm tiền phòng lâu nè dương nâng sơ đập sức xà bằng tố mê riêng bị thay môn nà mà đào tâm phùa chất sập bấy bà vọt rập bọc vẹt chi vụ cao mà rập hạch nâng các kê thuê tầm ná mặc đào trông rít cho cực hỏi tớp kê chôn tự quật bệnh bệnh áp hơi riêng của mà hỏi krap tu thả bệnh kà rô na thay vì xe bệnh Prat đọc ra mùi bọn cả hạp bản ạ tia xa, tia xây, nâng ra tê, xê mùi ni chia trọt đại tu bằng cục chia trọt đại tu bằng cục bàn mơc ổng bì ca phơ ca nghĩa lương tầm bồn xôm bà ổng truông mê thả tật tu thay chỉnh chậm bây bạch tu bằng cục chọc krap tu kriên nông hợp hay riêng của mẹ tốt thả công lao ý chi vật cạnh trọc tiền ninh cho chia được bọc con tay mẹ nẹ hỏi con cho xong tiền nơi nông viên rồi bọc dưỡng chồng lúc đáp nông chi vụ cao ma rập hạch tốt tu lập rạch đi bằng chí ông bì bệnh hợp hay riêng của mẹ đại chi bây đá đại chia bây đá trên châm thả bệnh cạc rồi ná tị côn cây lên krap tùn hỏi kế bàn sang tiệc nơi nông viện rập bọc bệnh áp hơi rít của má từ bệnh chi vô khó má rập hạch bàn chui chia bàn rôn rưng đồn bàn thoai đó bệnh bát bâm bì xá mà hà rịt khăn ông xa máy kháng cỏi mộc bà bát bâm bì xa chia ạc kẹ rịt khăn ông đàn mẹ ạc thẹt trung bà chuôn rôc rư đông bạc trăng thuyền thông chia tùng nguồn bà phù xa bà lợn bà phù xa nâng cư xong phút
Bạch phù sa, bà lạc tự đoài bạch lô hật. Bà bụ sá rây sá nông tình lai, khơi đủ chân học hỏi. Tớp nôm khní, nị dây chùm ọc, aoi đó bạch rì chìa thả. Ây lâu nì, bạch rì chìa. Chì vất đồng con lưu tớ bốn, truông miên ra tớ hai. Mình dù bật mán, bạch ông nâng miên bật. គ្រានោះព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ខ្មាស់អៀនពាក្យចំអក់របស់ពួកស្រីស្នំទាំងនោះទើបត្រាស់ប្រាប់ឲ្យអភ័យរាជកុមារបានជ្រាបហើយព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រាស់បញ្ជាឲ្យអភ័យរាជកុមាររកពេទ្យមកព្យាបាលព្រះអង្គលោកដាប់នោះព្រះអភ័យរាជកុមារ ក្រាបបង្គំទូលថាព្រះករុណាថ្លៃវិសេសជីវៈជាពេទ្យប្រចាំទូលបង្គំជាពេទ្យកំឡោះត្រូវត្រូវទ្រង់នៅគុណធម៌គេអាចព្យាបាលព្រះរាជបិតាបានព្រះអង្គគ្រានោះព្រះបាទពំពិសាទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាថាបើអភ័យបើដូច្នោះ កូនចូលប្រាប់ពេទ្យជីវៈឲ្យមកព្យាបាលបិតាចុះកាលនោះព្រះអភ័យរាជកុមារប្រាប់ជីវៈកោមារភច្ឆាមនាលជីវកៈកូនចូលទៅជួយព្យាបាលរឹសដងបាទថ្វាយដល់ព្រះករុណាជីវិតតម្កល់លើត្បូងផងចុះកូន ព្រះបាទពំពិសាគ្រានោះជីវៈកោមារភច្ឆក្រាបទូលស្នងព្រះរាជបញ្ជាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសហើយគេប្រើក្រចកកាត់ថ្នាំដើរទៅកាន់រាជសំណាក់កាលគេទៅដល់ហើយទើបចូលទៅគាល់ព្រះបាទពំពិសាមហារាជហើយក្រាបបង្គំទូលថា បបិទ្ធព្រះករុណាជីវិតតម្កល់លើត្បូងទូលបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះរាជានុញ្ញាតដើម្បីពិនិត្យរោគថ្វាយព្រះអង្គផងក្រាបទូលហើយកាលគេបានទទួលព្រះរាជានុញ្ញាតហើយទើបព្យាបាលរោគឬដងបាទរបស់ព្រះបាទពំពិសាដោយការលាបថ្នាំត្រឹមតែម្ដងក៏ទ្រង់ជាព្រះ ក៏ទ្រង់ជាព្រះប្រជួនទៅរោគឬដងបាទនៅត្រង់ទ្វារធំនោះកាលព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ជាព្រះប្រជួនហើយទើបមានព្រះរាជតម្រាស់បញ្ជាឲ្យស្ត្រី 500 នាក់ដែលតាក់តែដោយគ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ឲ្យដោះគ្រឿងអលង្ការចេញ ហើយខ្ចប់ជាកញ្ចប់មកក៏ទុកហើយបានព្រះរាជតម្រាស់ជាមួយពេទ្យជីវកោមារភច្ឆាណែជីវកៈគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់របស់ស្ត្រី 500 នាក់នេះយើងឲ្យដល់អ្នកចូលអ្នកទទួលយកចុះ គ្រានោះពេទ្យជីវកោមារភច្ឆក្រាបបង្គំទូលថាកុំឡើយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់មេត្តាប្រោះរលឹកថានេះជាទូនីតិរបស់ទូលព្រះបង្គំព្រះអង្គព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ត្រិះរិះថាប្រសិនបើជីវកោមារភច្ឆទទួលយកគ្រឿងប្រដាប់ទាំងពួងនេះទៅយើង យើងនឹងតាក់តែងតាំងគេទុកក្នុងតំណែងល្មមប្រមាណប្រសិនបើគេមិនទទួលយកគ្រឿងប្រដាប់ទាំងពួងទាំងអស់នេះទេយើងនឹងតាក់តែងតាំងគេឲ្យជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលនៅខាងក្នុងរាជវាំងកាលពេលជីវកោមារភច្ឆក្រាបបង្គំទូលបដិសេធមិនព្រមទទួលគ្រឿងប្រដាប់ទាំងនោះក៏គាត់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាទពំពិសា
ព្រះបាទពុំពិសារទើបទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយព្រះរាជហើយបានព្រះរាជទានផ្ទះតែបានបំពាក់ដោយគ្រឿងប្រដាប់ទាំងពួងមានសួនអំពវ័នចំការស្វាយស្រុកមួយដែលមានសួយមួយសែនប្រចាំឆ្នាំនិងសក្ការៈដទៃទៀតដល់ជីវកកម៉ារផាច់ហើយបាន ព្រះរាជអង្ការហើយមានព្រះរាជអង្ការថាបើយ៉ាងនោះជីវកកម៉ារផាច់ចូលទំនុកបំរុងយើងនិងព្រះញាតិព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានផងពេលជីវកកម៉ារផាច់ក្រាបបង្គំទូលទទួលស្នងព្រះរាជអង្ការថាទូលព្រះបង្គំ សូមទទួលព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះអង្គក្រាបទូលពេទ្យជីវកកម៉ារផាច់ជួយព្យាបាលឲ្យសេដ្ឋីក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងសម័យនោះសេដ្ឋីនគររាជគ្រឹះអាពាធឈឺក្បាលមករហូត 7 ឆ្នាំហើយ មានគ្រូពេទ្យដែលជាអាចារ្យតិសាប៉ាមកធំធំជាច្រើនអ្នកមកព្យាបាលតែមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយបានត្រឹមតែយកប្រាក់ថ្លៃរង្វាន់ថ្នាំទៅតែប៉ុណ្ណោះតទៅមកសេដ្ឋីបានត្រូវពួកគ្រូពេទ្យបដិសេធមិនព្រមទៅព្យាបាលឲ្យ គ្រូពេទ្យពួកខ្លះបានព្យាករទុកថាលោកសេដ្ឋីនេះ7ថ្ងៃទៀតនឹងធ្វើអនិច្ចកម្មកាលនោះពួកផ្ដុំពីនគររាជគ្រឹះបានមានបរិវិតកថាលោកសេដ្ឋីនេះជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនដល់ព្រះករុណាថ្លៃពិសេសជីវិតតំកល់លើត្បូងនិងអ្នកនិគមលោក ត្រូវពួកគ្រូពេទ្យបដិសេធមិនព្រមទៅព្យាបាលឲ្យទើបនាំគ្នានឹកដល់ពេទ្យជីវកកម៉ារផាច់ថាពេទ្យជីវកកម៉ារផាច់ជាពេទ្យនោះនៅវ័យកំឡោះត្រូវទ្រង់នៅគុណធម៌ពួកយើងគួរក្រាបបង្គំទូលសូមពេទ្យជីវកកម៉ារផាច់ អំពីព្រះករុណាថ្លៃពិសេសជីវិតតំកល់លើត្បូងដើម្បីមកព្យាបាលឲ្យលោកសេដ្ឋីការគិតឃើញដូចនេះហើយពួកក្រុមពីរទាំងនោះទើបនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះបាទពំពិសារក្រាបទូលថាបើពិតព្រះករុណាជីវិតតំកល់លើត្បូងលោកសេដ្ឋីមានឧបការៈច្រើនដល់ទូលបង្គំ នឹងអ្នកនិគមតែឥឡូវនេះត្រូវពួកគ្រូពេទ្យជាច្រើនបដិសេធមិនព្យាបាលណាបដិសេធមិនហ៊ានទៅព្យាបាលឲ្យហើយបានពោលព្យាករទុកថាលោកសេដ្ឋីនឹងត្រូវអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃទី 5 ឬក្នុងថ្ងៃទី 7មិនខានហេតុ ដូច្នេះទូលបង្គំសូមព្រះរាជទានព្រះបរមរាជវរោកាសសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាមានព្រះរាជអង្ការបញ្ជាពេទ្យជីវៈដើម្បីឲ្យទៅជួយព្យាបាលលោកសេដ្ឋីនោះផងចុះព្រះអង្គគ្រានោះព្រះបាទពំពិសារមានព្រះរាជតម្រាស់បញ្ជា ឲ្យពេទ្យជីវកកម៉ារផាច់ថាមនាលជីវៈអ្នកចូលទៅជួយព្យាបាលឲ្យលោកសេដ្ឋីនោះផងចុះលំដាប់នោះពេទ្យជីវកកម៉ារផាច់ក្រាបបង្គំទទួលស្នងព្រះរាជអង្ការថាព្រះករុណាថ្លៃពិសេសហើយទើបទៅរកលោកសេដ្ឋី ការទៅដល់ហើយបានសង្កេតមើលអាការៈដែលខុសផ្លែករបស់លោកសេដ្ឋីហើយបានសួរលោកសេដ្ឋីថា
Lúc sẽ thấy bà nhóm chia bán ai chia rộp lúc ai rộng quân ở vây đọc nhóm. Bên nông lúc sẽ thấy cho lời thả bà bất lúc ở trái nhóm nâng ai trọp sắp bắt tiền nè, nhóm nâng ai trọp sắp bắt tiền ốc đọc lúc hỏi luôn là bọc nhóm nâng bọc phơi chỉ tia sắc là bọc lúc rí ai bê thi vụ có ma rộp hạch bạn xua lúc sẽ thấy thả lúc sẽ thấy ta lúc ai đê yên tay mặt hạ ốc bạm bì khai ủ tế lúc sẽ thấy tốt thả lúc ạ chá nhóm ai đê yên tay mặt hạ rồi hốt bạm bì khai bạn chi vụ có ma rộp hạch bạn xua tiết thả lúc sẽ thấy Lúc ai đếp yên mặc hàng tiết ốc bạm bì khai ban hữu tế. Lúc sẽ thấy tốt thả lúc ạ chá Khi nhóm ai đếp yên mặc hàng tiết bạm bì khai tiết bản. Kriên nụ bè chì vụ khó ma rập hạch ban xua lúc sẽ thấy tiết hạ lúc sẽ thấy lúc ai đếp hạ ban bạm bì khai tiết ban hữu tế. Lúc sẽ thấy tốt hạ lúc ạ chá nhóm ai đếp hạ ban bạm bì khai tiết ban lúc nắp nô bè chìa vũ cao ma rập hạch ban ai lúc sẽ thấy ban ai lúc sẽ thấy đếp được kể hỏi chọn chuột nâng kể từ việc cắt sắp bay các bạn hỏi bụng đe sắp bay các bạn trên mờ lờ mờ bác lờ lìa các bạn bán sưu hỏi bán bác lờ lìa các bạn nôm dốc sắt đồng cử trên bì các bạn hỏi prap ai mà hà chun mơ thả nẹ thằng lại cho mơ sát đồng cư pi các bạn đi sát đồng cư pi các bạn đi môi miên khuôn tội môi tiết miên khuôn thông hai bộ phụ bè đại tiên hạ lúc sẽ thấy nâng phơ mẹ là nạ cam nông thay ti pram nốt pru kru bè tiền nốt bàn khơi sát đồng cư thông đi đòi viên nâng chọc si khu các bạn khua các bạn rập bằng lúc sẽ thấy ốc nông thay tìm bằng các vị sĩ khua các bạn ở hỏi lúc sẽ thấy trời tệ thơ anh nên trực cảm sát đồng cư thông đình ai đại phụ kru phê tiền nông bàn tiê hơi thả lúc sẽ thấy nâng phơ mẹ là nạ cảm nông thay tìm bằng ca tiê nông chỉ ca trầm trầm trong này phụ kru bê đã chia co thả lúc sẽ thấy nâng thua đây chỉ cắm không thay đi bằng bì nốt pru phụ kru bê tình nốt bàn khơi sát đồng cầu luôn tội đi đòi về chọc si khám khuôn ba rồi bằng lúc sẽ thấy ốc không thay đi bằng bì ca về si khu không có ba ở hỏi lúc sẽ thấy nâng thua anh đã chạy cảm tử bố sát tập cơ luôn tốt đi ai đại phụ cụ bê tình lúc bạn khởi hỏi bạn chưa có tốt thả lúc sẽ thấy nâng thua anh đã chạy cảm không thấy đi bạm bì nụ cảm chưa có tốt nụ chưa cảm chưa có trầm trừ sớm nụ mô tình đi về tình đi ngày đi tại là hôn nè dây riêng chẳng hạn đấy cũng sơ mọt lưu bê và thầm á trong viên thua quá nhiều nó bê dùm có đông có đăng lặng bê tạo phong y phong nhớ cái này nếu dương sắc xa thay nít chạy tôn nâng prabhat phâm bí xa cái này prabhat phâm bí xa hay nâng bê chi vũ kò ma rập hách áp hay đi cầm á bởi tiếng lúc sẽ thầy
chỉ vô có mà là phát nhân phê để quạt bàn tự tu bạc rộng vọng mập hỏi xe bóng tiếng tia xa tia xây nâng rợt tế quạt ọt dơ khuôn anh cho nhóm và quạt ọt dơ khuôn anh tế quạt quạt nực hơi nó ở bốc trình châm nực hơi nó à phê đi của má đã trình châm quạt rước quạt bì cùng nó xâm ra mơ luôn á trình châm quạt ở hồ tỏ thôm nâng dơ rồi bằng tiếng ọt nâng mà chôn đó là ở bốc ở phục trình châm vẫn tay ạp hay đi cầu mà nâng thang cùng lại ba cùng lại đó. Nẹ nâng tục pra luôn anh tư hay lôi cạn nâng nẹ anh cho thơ tiệt tư nâng nông viên rồi bỏ dương nâng thơ tư bình chất đây lại na thơ lại nâng tư còn à ọt dơ của bọc cô nê con trình châm mến vẫn tay sở lãnh tôi con bằng cao chân á nhôm đấy và hãy con nó cổ cắt thì nhu tiết phải bắt tay mình bàn chị ở phục bọc luôn ấy bàn tay bàn chỉnh châm mới được luôn thì cũng nói xong làm màu bởi đó từ chân lực nông cả nó phải bạc phân vị xá nhóm phóng cả chìa rộp rực tôn bạc cũng chẳng hiện nhóm xóa rực tôn bạc đấy rồi rực đồn bà nâng vừa ai phỏng nâng thật lẽ chiêm hô là ham và lặng bà đẹp phù xà nâng xâm buôn đó nhưng thật khao á mình bỏng khao thật khao xâm buôn nâng hô là ham mơ tới tôi nụ sầy mơ rực đời chân xâm tập bộ sầy xâm bộ sầy trong một năm tháng phỏng mơ rực đời ơi bà đẹp chiêm mơ rực đời ơi tình tiết nâng phỏng bàn bọt ai phở nè miền bận miền cồn miền ấy chẳng tới, phải đi chia khăm phụ say sầm, phụ say sầm đi mòn dây đào anh thà anh nam miền đất tới anh chư anh khăm kia ở nhà, cái nè ngày mới nè anh đi cô má cho từ quà tới cô rầy làm ơi bận này, dương trời say sầm nâng chấm họ thà dương nâng mơ đất tới chiêm cực lệ như khăm kia về chân krupet tiền lại từ phun chia bán hoặc chia thế bớt đó về chân miền ấy nhổm thà bà sân chỉ bỏ ăn từ nhát nhưng bỏ ăn đứng ao côn thì chấm luôn về chỉ vụ cò ma đập hạch nâng từ bao bị sắc xa chỉ mình cầm lo ở phía ba phòng mơ thầy lô chi hỏi mà prap chi vụ có mà rập hạch nâng nó bê mà prap chẳng chi vụ có mà rập hạch có tử cơ nè có tử chi ba hay có tử chi ba chi cơ nè có tử chi ba chi hay có tử chi ba nâng ọt miên ấy trả nâng con chạy thầm quát con là chạy cơ chắc cơ nâng trong cái chỗ nâng dân từ liệp ớt mạch đã tràn đấy mình mà hai mà chân năm ấy đấy quát con là chắc cơ trong cái chỗ quát dân tự đặt cơ nè bình đất mơ hai cậu đặt tới ta mặt đó nhổ đặt ta mặt đó đấy ớt miên tràn đó nè ở trong bạch đại tràn đại ấy đôi dương na chặt tham phong lep tham phong say phong sập cục bài bậc ca đấy đại tham hàm tịnh nắng chia và đào ấy đó về chia và đào ấy chẳng tới bên này nè bán bạc tiền thả lỡ dương bạc tiền trọt đào nè hai sợi sơn lòng phụ niệm ai ngày muốn đấy vậy chúng ta ở dương ấy hai dương nâng sân ấy na mơ gật đầu mơ ấy na trời bật sốt bật sốt ấy miền bật miền ấy từ ngày một ngày ấy à lâu mà miền trường mà na ca thì bà má nó sẽ co sẽ tay nâng ạ cả đàn chỉnh chia nên nó đọc chân mà đọc chân mà cờ tục rối bạp đó chi vụ cao mà rập hạch nâng ạ nè bạp chi vụ cao mà rập hạch thà dương nâng bật tiên nè cường và đạp tập con nâng dương và tiền đó nhẹ nâng châu tự tu được cho chi vụ cò mà đập hạch nhưng còn lại thang công và ông
ប្រព្រឹត្តតាមនីតិជាគ្រូពេទ្យទេមិនប្រាថ្នាសម្បត្តិអីច្រើនម្លឹងទេព្រះអង្គហើយសូមព្រះចិត្តាណាកូនចាស់ត្រូវចិត្តាត្រូវជាតាធម៌អភ័យរីកុមារជាបុត្ររបស់ព្រះបាទពុទ្ធបិសាទណាហើយដល់អញ្ចឹងជីវៈហ្នឹងក៏ជាបុត្រចិញ្ចឹមរបស់ អភ័យរីកុមារអញ្ចឹងត្រូវជាចៅយកថាអត់ទេទូលបង្គំអត់ទទួលយកអីអញ្ចឹងទេទូលបង្គំធ្វើតាមទួលនីតិជាគ្រូពេទ្យទេណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាជានឹងឃើញថាបើសិនជាអញឲ្យទ្រព្យនឹងទៅគេហើយគេទទួលនឹងយើងក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងគិតថាជាការ តែងតាំងគេទុកក្នុងតំណែងតែល្មមប្រមាណបានណាតែប្រសិនបើគេយកគ្រឿងប្រដាប់នេះហ្នឹងហើយប្រសិនបើគេយកគ្រឿងប្រដាប់ហ្នឹងណាយើងតែងគេទុកគេជាល្មមប្រមាណទេតែបើសិនជាគេមិនទទួលយកគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់ទេយើងនឹងតែងតាំងគេជាបុគ្គលស្និទ្ធស្នាលណា ដោយថាជាបុគ្គលស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះអង្គហើយអាចចេញចូលព្រះរាជវាំងអាចព្យាបាលរាជវងសានុវងហើយព្យាបាលដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមានប្រពន្ធនឹងជាប្រធានទៀតផងគណៈចាប់ពីពេលនឹងមកព្រះអង្គក៏ប្រទៀនគណៈព្រះអង្គក៏ប្រទៀននៅសួនហ្នឹងគេហៅថាសួនអំបវ័នអំបវ័នព្រៃស្វាយសម្រាប់ ដល់ជីវៈកោមារភ័ក្ដហ្នឹងដោយផ្ទាត់ព្រះអង្គទៀតផងគណៈហើយនឹងប្រទៀនដីគុណចាស់ប្រទៀនដីធ្វើជាកន្លែងប្រើប្រាស់ឲ្យសួយសាកបផ្សេងៗហ្នឹងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគុណចាស់កន្លែងហ្នឹងដីកន្លែងហ្នឹងអត់មានអ្នកណាហ៊ានទន្ទ្រានហ៊ានយកទេដីដែលព្រះរាជាទៀនរបស់ព្រះបាទពុទ្ធវិសាររហូតមកនៅដល់សពថ្ងៃហ្នឹងនៅហ្នឹងដីហ្នឹង ពុទ្ធបរិស័ទទៅថ្វាយបង្គំទៅនមស្ការហ្នឹងទៅមើលនៅដីហ្នឹងរហូតហ្នឹងកណាហើយក្រោយមកទៀតមានសិទ្ធិមេអ្នកគាត់ឈឺក្បាលគុណចាស់7ឆ្នាំគ្រូពេទ្យធំគ្រូពេទ្យល្អល្អយ៉ាងណាព្យាបាលអត់ជា7ឆ្នាំកណាអត់ជា7ឆ្នាំគុណចាស់គិតមើលហើយគាត់ឈឺពេទ្យណា ក៏មើលមិនជាពេទ្យណាក៏មើលមិនជាមើលយកទៅថ្លៃឈ្នួលហើយទៅបាត់ស្រាប់តែមានគ្រូពេទ្យខ្លះថាអូលោកសិទ្ធិនឹងរស់បានតែ7ថ្ងៃទេគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ហើយមានគ្រូពេទ្យខ្លះទៀតថាគ្រូពេទ្យនឹងរស់បានតែ5ថ្ងៃទេគាត់ត្រូវស្លាប់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅពួកក្ដុំពីពួកសិទ្ធិផ្សេងៗនៅឃើញថាលោកសិទ្ធិនឹងគាត់មានឧបការៈគុណ ឧបការៈគុណច្រើនណាស់ចំពោះពួកគាត់ចឹងហើយទៅសុំព្រះរាជាសុំឲ្យពេទ្យជីវុនឹងមកព្យាបាលគាត់ផងអនិតគាត់មានអីពេទ្យជីវុទៅព្យាបាលគុណចាស់ក៏សួរគាត់ថាលោកសិទ្ធិអាចដេកផ្អៀងបានទេដេកផ្អៀងបាន7ខែទេថាបានដេកផ្អៀងខាងស្ដាំ7ខែដេកផ្អៀងខាងឆ្វេង7ខែដេកផ្ងា7ខែទៀត បានអត់បានខ្ញុំអាចបានឲ្យតែខ្ញុំនឹងជាពីជំងឺមានអីឲ្យគេចាប់ចងបដ ாய் កណាចាប់ចងចាប់ចងតែមិនអីខ្លាចគាត់បង្រាស់តែឈឺបង្រាស់ហើយតែដល់ពេលចងជាប់បង្រាស់ទៅណាណារួចទៅវះក្បាលនឹងបដ ாய் គុំចាស់វះវះស្បែកក្បាលហ្នឹងណាវះស្បែកក្បាលបកលលាក្បាលទៅឃើញដល់កើពី កណ្ណាឃើញដង្កូវពីក្បាលនៅហ្នឹងអាដង្កូវមួយតូចអាដង្កូវមួយធំរួចទៅគាត់ប្រាប់ថាពេទ្យមុនដែលប្រាប់ថាគាត់រស់បាន7ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអ្នកអាដង្កូវតូចហ្នឹងវាអាចចូលទៅស៊ីខួររបស់ព្រះជាណែលោកសិទ្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងអាដង្កូវហ្នឹងវាស៊ីហើយបានតែ7ថ្ងៃទេព្រះជាលោកសិទ្ធិហ្នឹងត្រូវស្លាប់ហើយកណ្ណាហើយ
để thả rùa bán pram ngày tiết nó cứ bè nó bật đất khơi nhà đằng cơ thông nâng ạ chỗ thật xì khu ở bà bà chìa chẳng nế khu ở bà lục sẽ thầy chẳng bạn chỉ có thả bằng pram ngày tiết lục sẽ thầy nó có thằng trời sẽ làm cái này tỏ bê chẳng tới miền ấy đó về chẳng tới miền ấy con chả quật chặt chạy về giờ bà thằng cư pi bà thằng trên bằng hàng đó đó là cái đông pi từng lại từng cuồng chẳng ăn con chả pet cái khăn chẳng ăn và pet cái squat chống ngứa chẳng ăn đó pet để ăn squat chống ngứa chỉ bà dưỡng tập mà phê chân nắm ở lôi ra nhá nhóm bớt chỉ bà ăn chia thế dương nâng chư tật tệ tật tạng tệ tạng tật tệ tật tạng đó bệt kỳ chùm nến kỳ chạy ta mà chạy ta mà chôn thả đôi kỳ bệnh chăng cơ nà đó bệt ọt chùm nến chạy hói chạy anh chư chẳng ngọp và cách và cân chạy ọt chi á hãy ọt ọt lôi tiết hỏi anh đêm thân nam tiết và bệt ọt chùm nến cái này chắc bạn chia kêu bè nâng quật práp luôn sẽ thấy thả ao quật nâng to su này sầm ran bị yếm bầm bờ khè bị yếm khang sơ đam nâng bầm bờ khè bị yếm khang chuyền bầm bờ khè hói ở đê ngà nâng bầm bờ khè cồn chà sầm bàn đấy mà tân này phần cái này chưa thả bàn ai tập bà con mà chạy trong chỉ chưa thả bàn hay quật ní bàn đẻ bán phân đặt bán tại sao ấy bệt kịp chỉ bán cái chạp trò nè cái tròn cơ điện rồi cái tròn cơ điện yên tên nàng cả một cái tròn trò vậy đợi cho ngay mà bờ khải cơ nàng hay dây dây tròn bàn đấy nhóm để yên bờ khải dây xuyên bạn bàn đấy mà tự phải yên bầm bờ khẽ thằng nào bầm bờ khẽ định bàn này à liệu sai cho hả cái này bắt được cái miền tháng năm bọc kế là mình ao dương à liệu sai đi chẳng cái miền vị thi bọc kế chẳng lấy dương sản to từ tiền kia nô pe chi vu cao ma lập hạch bồ thà luôn sẽ thấy bà khi mình pram luôn tục dạng đi lô có mình ai nhận đi bàn dư phần này tại khi ông pháp ở chiếc môn hai thả lô sẽ thấy được chia sạc xa mời nông sạc và ta tị bầy bố được chân học xong lô khóc làng chọc lô chi hai ta lô nâng ai rồi qua nào quay đọc nhóm lúc nạp nông lô sẽ thấy bố thả lô gà chá khi ông xong lô trọc xa mắt tiếng ốc hỏi lục, tiếng khuôn khuôn nhóm có sống chỉ tia sắc bầm ra lục này. Bê lục, bê chi vụ có mà rập hạch vô hàm thả. Không nói lục sẽ thấy, lục công lương trọng sắc mặt tiếng ốc nông ai đọc nhóm, ai đọc nhóm lời. Hỏi lục có mình bạch, mơ thương chỉ tia sắc bầm ra nhóm này. Tại sống lục thoại trọng, đó bạch cả rồi nà, chỉ vẫn đồng con lương thư bồn, môi sang hàm bản nặng. Hỏi hỏi nhóm mùi sang tham bản năng có lầm mồm hỏi có lầm mồm hỏi ca lúc sẽ thầy chia rôn lọ hỏi tư bán thoái trọc đo bạc bán phân bí sản mùi sang tham bản năng mùi sang tham bản năng tiết bảo cuốn hỏi chi vụ cao ma rập hạch tạm biệt này nóm rập vọng bế chi vụ cao ma rập hạch sốm ạc mô tân đi cái này hỏi tập chia ba nhôm chi nhôm sọc chất phơi chỉ nhẹ bầm ra trộm sầm mặt miên bầm man ai lô tầng on tại đó pì quạt chi miên ná còn chả pì quạt chi lô kêu pè đang quạt thả mạnh ao nhôm ấy mạnh ao nhôm chay lần lần ấy ao nhôm ta mùi sáng khắp cả mùi sáng khắp bàn hơi ấy thoại đó pì chi mùi sáng khắp bàn hơi
hay mình bạch phơ tia xa tia xây bầm ra khi ông tỷ cái nè kêu pet cái miền côn đảo thon chăng ấy nhôm nè cái men con chặt năm giờ lôi chặt năm giờ lôi đi kêu pet khang chặt năm giờ lôi chặt năm giờ lôi bớt bị anh làm smut luôn pet đang ăn côn đảo thon nhôm tới riêng pet nè nhôm mộc vị chia pet chỉ mộc vị chia là bao nè đại miền tất chất mê ta cả rồi nè ăn được kêu trong cái kế bàn sọc mình men chia mộc vị chia môi tới sân xong miền sân xong bàn đi nè khơi dịch đây tục là bác sát từng lai từng buông cứ chia dịch đây tục là bác luôn này nè ờ nâng chia rương là bác trụ bê ờ đăng ngay nhóm anh chăm của lạc mong tiền bê chia vô cao mà rập hạch bàn chui chia bác bất là bác lô dịch thầy đài miên chùm ngữ sạch đông nông phổ biển ờ miên bất là bác lô dịch thầy mà nè nơi nông trông bình yên là xây đại chỉ nè lên cây lá lô thọc xâm lập tờ lọc luôn ban miên chùm ngư tốc sạch nông phù viên mân thà bọc bó mân thà bài đại bất tử bọc lô sẽ thấy nông tờ tu tiên tờ hỏi mân rờ liền ô cha rạc bà xà vạc bần tu bóng chênh mơ mân sru rứ bần tu bóng mân sợ chênh bất tử bọc lô sẽ thấy miền ác cả rạch kèm sơm cho miền bồn sầm bồn sầu bồn sầu lệch lạc miền sơ say prakot bình luận sau mấy đồ ấy lúc sẽ thấy nơi nông cọng tiền là say miền sạch đầy trẻ rì thả bất tử bằng dưỡng miền ác cả rạch rốt thuần nạ tớp lúc sẽ thấy cực hạ dưỡng nâng tự căn cọng rì trực rừng hỏi cạp bằng cung tu trong buộc bà bàn phân phí xa sau mấy bà ông bà tiên bếp chi vụ cao mà rập hạch mơ nè, ai mơ chui chia bá đó bất rồi bằng dương các lúc sẽ thấy kết khơi đôi chân học hỏi bàn phơ tập ná từ căn cọng đi chữ cử lúc châu tự có bà bàn tâm bì xà hỏi krap bằng cung tu thả bà bất bà cả rồi ná chi vất tâm con lưu tư bố bất rập bát tu bằng cung tự tu tiên bảo bò bài hỏi mân rập liền ôi cha rạ bát sa vạn bần tu bóng trên mộc mân sùl miên na ca rạ skeng skem miên po sầm bò sầu mong sle slang miên sầu say prakat pin khuôn tu bằng cung sôm parong mari che varoka sôm prakarana chi vật đồng con lượn tu bồ bệ ông miên prahi cha ông ca bệnh chi ở bên chi vụ co ma rập hạnh tự tạm bay chui chi ba bất rập bằng tu prah bằng cung phong trong bệ ông kia nông prah ban tuân bị xả ban miên prahi đầm ra prah bên chi vụ co ma rập hạnh thả tự cho ba chi vật cả nẹt cho tự căn công biên là xây hỏi nẹt tự chui chi ba bất rập bằng lô sẽ thấy nơi nông cọng tiền là say phong lâm nam nông bé chi vụ cao ma rập hạnh kha phai bằng cung tờ tua prahri chóng cả prahri bằng chi hỏi phơ tập nào tờ can cọng tiền là say hỏi cho tờ rơ bất rập bằng lô sẽ thấy cá ban tờ chuộc hỏi ban pin nứt bị cha rập nam mượn a ca ra rô khóc lại rập bằng sẽ thấy bật nơi nông cọng biển là xây đồ ban hai bà chí chôn ai chân tử ai phát bí bò về nông ai phê rì dìa lúc sẽ thấy bất mong nơi thẳng mục hỏi tơ phơ cao vẹt buộc nôm sạch đồng trong phủ biên trên mờ ai phê rì dìa rồi bằng lúc sẽ thấy mờ prom tiếng này dây thả nét chô mơ rô sạch đồng rồi bằng xoa mây niềm rùa rộng sạch nên hãy đại thơ ai phẹt để dìa rồi bằng niềm tờ tu tiết bỏ bỏ rư bài hỏi mân rồi liền bần tu bằng ô cha rạng bác xa vẹn mộc chênh mộc mân sửu tơ thơ ai cao à cả rạng kèng sơ miên bó xâm bó xe lạng miên sơ say bà cọc bình luận hỏi tơ cắt sạch độc nông phù viên trên mộc hỏi nhuận phù viên trò lọc chỗ tới nông phù đào bình
Bàn đề sẽ bày phù ai lọ liên thân nằm rẽ xa mốc tổng bài nơi trông còn lại việc cạt nụ. Nông về lia to mơ quần dù bất trọng bác sẽ thấy nơi nông krong bình thân xây nụ có chia sạch sẽ bảo vệ chung ngữ. Chỉ đẹp biên à ca rạng chìa bảo cơ đầy bình kỳ nô sẽ thấy đại chia bày đá kết hạ bất trọng bác dương chia sạch sẽ bảo vệ hỏi phật ông bí ơn tả lại hỏi tương lúc ai bạc mùi mơn bạc mùi quán cả hạp bà nặng đó bê chì vô cò ma rập hạch. Chúng này bê chì vô cò ma rập hạch bán tờ tuôn bạc mùi mơn bạc mùi quán hỏi nè bạc mùi quán cả hạp bà nặng hỏi tương phương đồng ná trở lọc từ càng trông rí trị cử vinh. Miên rương đại bê chì vô cò ma rập hạch bán trạp tu su bạc mùi đi tiện tương ngừng rương sạch ngừng trầy đại bình mê chia rộp bọc nà đại bình mê chia rộp bọc trơ hàm xâm rạp phí khó thường lại đại miên xâm đại tục nực nông bà lây kiếm phí mạch chì mẹ đi cái mạch chì mẹ bà nà sở cạnh nông chi vợ cạnh sốt nực nông hát thạc ở thà bạc bánh chạc sốt tình đi thà xóm ác nà mô tình đi cái nà cả lại nếch chung ngư phù viên đó nhôm đó câu đục dịch thay nực câu bởi riêng là xảy các chủ ngư phụ viên nâng mong dù hai bệnh nạ cổp chia ba mình chia bệnh nạ cổp chia ba mình chia lúc sẽ thấy nâng cơ bởi riêng là xảy nâng cơ một krap phai một cung bà bát bởi vì sao xong mọi bệnh chi vụ cơ mà rập hạch nâng ạ chui chia ba bóng cơ bởi riêng chi tiên áo chi vụ nâng tử tử chia ba tử tử đó chia ba mẹ nhũng bờ từ đó chia ba hai của buôn hai ấy ông mà chờ mưa hay nhẹ thùm nhẹ ấy để từ chờ mưa chia ba nó ngồi thoi chỉnh tới tới làm bay quật vẹt cắt quật vẹt buôn thằng món nhôm nè bờ quật vẹt rồi quật cắt à sạch độc nông phù viên đang chỉnh bờ à sạch độc nông phù viên đang nè quật vẹt vẹt prep prep món á mà tôi cứ pet riêng là sợ tí na e co e na trả nghe nhảy quật còn là chập lấy chập cái trong số máy nó hoạt miễn ấy chlo ấy bảo quật chập về nó mong về rồi tức cắt do ăn sạch nữa ngay trên máu bằng hai tao bảo buôn con sẽ thấy thà nè ở đây là bao nén ngay đấy đã bỏ được phố bà ha mình ban bay của mình cái bảo bỏ của mình cái bỏ được phố hai trong bảo bạn trong ca mình tu bằng mình xua xong bay từ nôm của bảo bạn chẳng tới xa nữa ngay à lâu vẹt cả tà năng chênh tức rồi tức đề về đào nhiều đề hỏi đề sẽ bạch phù thiên và mình dù bà mán có chì rồi thì chía luôn sẽ thấy ai trọc mùi mớn và mùi bón cả hạt bà nặng chì trọc nè thầy chứa nè con ọt tia đi con ọt tia đi con bàn tay kê ỏi nè kê chia bi chủng ngư á nhôm nè bờ hay con ọt miên tia ina trừ trên trôi ọt tia kia ai bà mán dơ bà nâng tại kia ai đó tới mùi mơn và mùi quán cả hạp bà nạ xóm ạ nằm mô tình đi bờ hề lời đến tiệm tơn rướng bè chì vô cò mà rập hách tu xua bè đồ miên bà phía bì rướng trấy nâng sạch bờ đài mình mên chìa bóng trừ hàm xâm rạp bì khô tình lái không cả chăn trong miên rương ra gần ná dường sắp bằng tổ. Sau mai môi, bà lô cơ niệt, bà tháp cuông trong trầm ca xoáy rồi bằng bệnh chì vũ cao ma rập hạch đại nơi chất cồng đi chữ cực kỳ nụ bệnh chì vũ ban chô tử quả bà miền bẩn thoái bằng cung rồi hỏi ông côi nơi nụ tí xong cuông cá lăng côi rìa bà rời hỏi tư krap tu lăng thả bà bật bà ông đôi trầm rán khi nhông bà ông ban sân áp mọc thả bốc cua tiếng lái miền nè bốc cua tiếng lái ban sầm lạp sạt tục chọc cua pre sạm mà nặng cua tòng tiếng pre sạm mà nặng cua tòng có trung đằng tài hai bà ông có trung chăn sạch đại kê vương pro kê chọc cua ni chặt chỉ cảm pro hạ sải sạch nục bao bớt bà ông đôi chầm rán chuôn tiếng lái nục đại ban pô được này chúa thả pô tam bị rập bằng pre chân được sải chúa thả mình bàn phố bằng cách bệnh mà hàm bằng này đòi biết mình bật chúa thả đọc sài xong nè đọc sài tam xong cua đọc thuộc
Chúa thả bố tạm thuộc mình đo nơi thần nặng đại cụ tế địa rư bà ống kìa nô bà tu sư bùl trách át tì bài thả chi vật cả chuôn bụ nà bàn bùl thả bộ cuốn bàn xâm lạp sát tục trong bộ bà sạc mạng nặng cụ tổng tiếng bà sạc mạng nặng cụ tổng có trung đẳng hỏi bàn sạch đại kê thư bảo kênh chọc trong bộ nụ bất chúa thả bùl tạm xâm đầy rô bọc tạ thả cuột Chúa thả bàn bôn bằng cách tạ thả cuốt đại bôn biết mình bật tạ thả cuốt bôn thả sạch đại mình cua bồn phốp miên bay bỏ cả cứ muối sạch đại nà sạch đại bàn khơi bàn đó sạch trầy đại bị khó bàn khơi thả kê xâm lập nằm bay khuôn bí sạch đại bàn lư bàn đó sạch trầy đại bị khó bàn lư thả kế xâm lập đầm bấy khuôn đó bị khó tương lai bấy sạch đã xong xảy bàn đó sạch trầy đã xong xảy đòi ca bàn khơi rứ bàn lư thả kế xâm lập đầm bấy bảo kênh đó bị khó tương lai sạch trầy đã bị khó bàn khơi bàn lư bàn xong xảy thả kế xâm lập đầm bấy bị khó tương lai mình cua tờ tuôn tục chẳng trong này sạch đã cua bồi phố nụ miệt bay bỏ cả cứ muối sạch đáy mình bàn khớn bì sạch đáy mình bàn lứ bay sạch đáy mình sòng sảy bố thả ba phí khổ miên sạch đây sòng sảy hói nơi tay cho chê thơ có trơ ạp bạch phí khổ mình bàn khơi mình bàn lứ nâng mình miên sạch đây sòng sảy thả kế xâm lạp tầm bay bỏ kết phí khổ tương lai tại kê xâm lạp tầm bay bò đi phô phụn ấy ba đồ chân nộp sạch trầy nông chia rộp bò tài phí khô tổ tuôn bò kênh tục chẳng bàn mà nếu chi vật cả phí khô tầng lái nông thoa mạng vì đây nê á xa rây được nông sọc rứ nông đi cùng còn lại nà đi mùi có tao ấy đại chỉ nẹ miên mê ta chất sai từ căn tư tầng buồn hào ý nơi tao mê ta chất giang chọc chuột chỉ chất nè chia chất rớt bà mạng chia chất thông rớt bà mạng bên bàn chia chất đáy mình miền bìa mình miền chia bàn cả hạp ở đấy rớt bất rớt bỏ cả hạp ở đấy chốn tờ rớt bị khẩu nụ hỏi có bàn nì muôn bị khẩu nụ áo tờ tu trong hắn nông thay xảy cá bị khẩu nụ tờ tu ca nì muôn lúc đó bực thay xảy là bị khẩu nụ sẽ liệt sử dụng hỏi cường chỉ bỏ căn bát cho tự trọng tiền rồi bóng cả hạp ở đây rứ bót rồi bóng cả hạp ở đây đáy thì muốn hỏi cá cả hạp ở đây rứ bót rồi bóng cả hạp ở đây bán ông kia chừng hành bật bạc đó bật bảo kênh đó bị khổ tiền nụ chừng này bị khổ nụ mình bán kết hạ xóm áo cả hạp ở đây rứ bót rồi bóng cả hạp ở đây cho bảo kênh dương đáy ả hà đó bật không phê lợi lợi này thêm tiếng chỉ nhận mình chọc chung biện chỉ mùi nâng ả hà đô bà nật nô tại chỉ nhận bàn xâm lân khơi tốt chỉ nịch không ả hà nô chỉ nhận miền bành nhà kết đàm bay lạc băng chỉ nịch mà nếu chi vật cả nhận kết hạ thì khó nô nâng miền chế tần á tăng chất đai nâng thơ khuôn rứ thơ ao nhận đợt tì tiếng khuôn ấy nâng nẹ tật tì ai đó nơi sạch đầy lục bạc nông kìa nổ rứ kìa nông bè chì vụ kò mà rập hạch krap tu tọp thả bò bật bà phát cầu bí phì khô mình bàn miên chê tần ai dạng nục tế bà ông bà sô cốt trắc xuân thả mà nếu chì vật cả phì khô nông bò rì phô bà hả mình miên tục nông kìa nông mình mèn rứ bè nông bè chì vụ kò mà rập hạch Krap tu tọp thả Bất hai bà ông Khyom prakarana sạp mọc thả Prum rầm ấy nơi nông mê ta thỏ Khyom prakarana khơi chạy cho bà hai Prum bà phẹt cơ viên Trung chỉ nhẹ Nơi đòi bà mê ta chật Bất mềm Lùm nạp nô bà sẽ giam phu trả thả Mà nêu chi vật cả Rìa kẹt tô sạc mô hạ Tạ thà cuốt bàn đẹp bằng hai Bàn cắt rực cuốn đạch hai
ban thưa ai đôi chỉ thao cầm bật cò thưa mình ai cả to từ tiệt lao mình nếu chỉ vô cao ma lập hạnh bà nè pull pro sầm đại giác biệt ni chỉ ca trầm trơ bật mền bên chỉ vô cao ma lập hạnh tu thả bỏ bớt bệ phe cơ vía nhóm bệ cả đàn na nâng pull sầm đại tỏ biệt nụ đài pro thả bệ miền trung chỉ nè ở từ nơi địa kệ tu sạn mồ hạn tham tiền sầm lập đời thừa mình ỏi miền to tự tiệt kia nú brahmani trang hạ manil chi vật cả nè đã sầm lập sát ở từ chấm pu tật hà cuột rồi chấm pu sa vệ ở bát tật hà cuột rồi mấy tật tu bạp chân đời hạt pram praka cứ muối cả hai bờ đây nung pu thả cho từ nuông sát mùi nung màu hói sầm lập sát nung ở từ chấm pu tật hà cuột rứ chấm pu sa vệ ở bát tật hà cuột rồi mấy mang tật tu bạp chân nên chi hai tỷ mùi phí cả hai bờ đây nung pu thả sát nung trời tròn cỏ đất màu hứa áo sát nung tật tu tục hói sầm lập sát nung ở từ chấm pu tật hà cuột rứ chấm pu sa vệ ở bát tật hà cuột rồi mấy mang tật tu bạp chân nên chỉ hai tỷ pì bấy cả hai bờ đây nông pô thả nẹt châu sầm lạp sạt ni hỏi sầm lạp sạt nương sầm lạp sạt nô ở tư chấm pô tật hà cuột rưới chấm pô sa vẹt ở bát tật hà cuột rồi mấy ban tật tu bạp chân nên chỉ hai tỷ bảy bốn cả sạt nô trơ sầm lạp hỏi hỏi sầm lạp hỏi sầm lạp sạt nô ở tư chấm pô tật hà cốt rơi chấm pô xa vẹ ở bọn tật hà cốt rồi mấy bàn tật tuôn bạp chẳng nên chỉ hai tỷ buồn pram mà hai chân rồi mấy nỉ dây rốt quân tật hà cốt rơi xa vẹ ở bọn tật hà cốt đòi rương sạch đai mình xóm cụ hói xóm lạp sạch đục ở tư chấm pô tật hà cốt rơi chấm pô xa vẹ ở bọn tật hà cốt rồi mấy bàn tật tuôn bạp chẳng nên chỉ hai tỷ pram mà điều chi vật cả đẹp đa sầm lạp sát đòi chết tật nà ô tư chấm pô thoai đo tật hà cốt rư bà kên chấm pô xà vẹ rô bà tật hà cốt rô mê tật tu bạp chân đòi hai tiền pram bà cá ni ai số a nung mô tân y còn nà này cứ bần to bần toa bạc tiên á con chá tiện tờn rương chi vô kò mà rập hát nâng prasama samput đời ngày muối qua từ vuan cái nào về là vuan nấng và ông cuồng từ nông tín nông nát sống tốt ăn bảo vuan qua từ qua tu su bảo ông nè qua từ tu su bảo ông bị rương bảo ông chăn trái chăn sạch nè ấy ăn được nhát ở bị khóc chăn trái chăn sạch cái nào chấm ca đây bảo ông ăn được nhát ở bị khóc chăn trái chăn sạch nấng cứ tha nom ở kia nấng tệ tiền hay cứ tới với ắt xong cua sao thì pru tha bà ông cứ chỉ nhẹ buồn chỉ nhẹ miên mê ta cả rồi na chặt hạt ấy mà chỉ bà ông nơi tại chăn tray nơi tại chăn sạch chắc nơi tại ao bị khô từng lái chăn tray chăn sạch chắc ắt xong cua thế bà ông miên bị kê pô bẹp nơi hiện ta kê pô bẹp nó trầm trâu rư co chi ca mình trầm trâu bà ông xua bà bột chắc nhóm bờ nhóm rồi ngay xùm lo nhóm miên sạch tray ớt nhóm miền thì miền sạch cô sạch trụ quá thế chẳng nhôm giờ mà bật kén bật sáng nữa hay đó là bật sáng luôn ắt sầm lạp sát sầm lạp ấy đó nhôm khơi luôn sầm lạp anh này khơi luôn chăn chẳng nhôm tè đi luôn ắt nhôm tè đi lót hạt ấy bạn ắt tè đi nhôm ấy giờ mà bật kén nói tè đi mà tiệt còn tai bên kia nhẽ tè đi là nhôm nè cái thai gì nhạc bù hỏi nó chăn trái chăn sạch tiệt ờ dương thư nhạc bù nhạc miên mây ta cả nà hỏi ua thật luôn ái bà nà tới bà ta về đó mà ni mình xâm lạp sát rồi hãy cho lấy mấy cô lên sắp tới sạch chụp sạch cô sạch trời dẫn đấy kê tê đìa là nhôm nà bê chì vô cò mà rập hạch nhạc xua bà ông tham bà kì tê đìa chẳng trâm trời ớt bà ông chúng ta mua bố bằng cách bà ông bà khôi bà ông ớt prasama samput bà ông miền bồ đề ca thả kê môi bằng cách tật tha cuốt rồi đấy mình men tật tha cuốt tơ pra ở kê sầm lạp nè
bệnh miên prai ơi xâm lạp ớt nhu bệnh miên tài ham mình dân á tay nè ai tì nè xâm lạp sát đời khuôn ai bà có mô cổ bò chinh châm chì vất đời khuôn ai chứ mô cổ bò rồi bà bụ kê tả hay nhịt nhôm đại tự tinh sát ế dơ mò bò đi phôm nâng dơ mò bà kênh bà xong nâng có mình mang tự tinh sát cái ruộng màu ná nhu ná bờ hay đó từ bê đè nhịt nhôm xâm lạp bê nhịt nhôm thưa khiết ấy nâng bà sáng có lúc ọt đấng mình dâng lúc ọt đấng lúc ọt bàn khờ nhôm thưa đây khuôn anh ta bà sáng ọt bàn tư bằng quà bà chia đây mơ cổ bọng bà nà xua mà mát mơ miên tư bạp nhôm nhôm ấy tư nọ à cò mòn mùi dâm áo yết mà chẳng miên đào chẳng ọt ọt tê nờ ọt miên tê chẳng bọng lược láng bì ca đây mình bàn khờ mình bàn khờ mình bàn lư mình bàn rống kia mình bàn khơn cứ mình bàn khơn kia xâm lạp đầm bấy luôn rồi có đầm bấy bị khổ sọng mình bàn lư mình bàn lư kia xâm lạp sát đầm bấy luôn rồi có bị khổ sọng ông đọt tầy mình bàn rung kia cứ thả sạch đăng bê lê kì dơ mà đòn hói lúc ạc bàn rung kia thả kia thua đầm bấy lộn ấy lúc ạc bàn đăng chân ấy lúc ạc bàn kết bàn ấy ạc kì dơ mó chăn à nâng ạ, nông lẹ cả nạng bầy giang mình bàn khơi, mình bàn lưu, mình bàn rụng kia ai rụng kia nâng rụng kia đời xa bàn khơi, rụng kia đời xa bàn lưu hãy rụng kia mùi tiết cứ mình bàn khơi, mình bàn lưu ấy con tay khơi kia dược sạch máu rụng kia tay mà đỏ nè, tay bà sân chỉ lúc ọt miên à chùm nốt chẳng ọt nâng tí à chàn bàn nhu ôm dơ màu bà mán của chàn bàn đây bà ọt bà nhà hà tê bà chẳng hỏi bạn phong lược nè chúng nói pram bạc ca nè tiệt tôn rương cả hấp bạc đầy rương nè sẽ thay rương ấy ấy chẳng lại nè cái này hay đang quạt xua môi tiên hà bị khổ xong đấy bị khổ xong ấy xem phong ấy đang tay viên tức chất mê ta tức chất cả là na ấy xong group bài bạc ca chẳng khi ông phong chưa thà phong đang chưa cầm pu nạm viên mê ta hơi bạn chỉ bọn nâng mình xâm lập mình ấy thôi ná bạn bọn xâm đại tha tật tha cốt chỉ nè ở nơi riêng kia tật tha cốt chỉ nè ở nơi tô sắc tật tha cốt chỉ nè ở nơi mồ hạn chẳng rương tật chất mê ta rồi bọn tật tha cốt nâng cứ vì miền rùi sạch từ hơi tu bây chi tật tha cốt nâng mình mên prung cả đời vừa à mê ta nâng chô lưng nông prung mạng vì hiê rà thô ná nhùm ná prung mạng vì hiê rà thô miền bà mạn miền buôn mê ta cả là ná mô tỷ ta hơi nâng ụ bê kha anh chẳng hay ta tha cốt ọ đi kẹt tô sạ mô hạ ấy nông bật tê rồi bọt ta tha cốt cứ xót tay chi mê ta tặng ọ hát miên biết biên sát tình lái và hà vong sát tình lái tỷ chẳng ạ chẳng mang phóng được láng bì nè cả hạp bật tê đài miên lẹ cả nặng pram chùm nói nhẹ chùm nói tì mô hạp bật tê bồ tha cho từ nuông sạch mùi nụ mơ hơi xâm lạp sạch nụ tư chùm bố tật tha cô tư xa vẹt rồi bọn tật tha cô tử vay mang tật tuốt bạp trả ơn đến chi hai tì mùi thế nét tay xâm lạp sạch đầm bây giờ màu thoại phì khổ xong rồi bọn tật tha bệ tật tha cô tư ca xâm lạp sạch đang cũng tha ọt bạp nè nhộm xâm lạp sạch thưa bốn cô bạp đây chưa là nhộm xâm lạp sạch giờ mà thưa bốn cô bạp đây bạp rù ca xóm bác rô ca xâm lạp chẳng là nhóm tại đó bây dương dơ mà thuộc bốt là đấng bốn xê ọt châu ọt nè cho bác chốt nè thuộc bác xê thuộc bốn xê chẳng là nhóm ná bởi tìm bí nếch hạp ở đây nó bố tha sát nó trời tròn trời đất vừa sát nó ai tự tu tốt hơi xâm lạp sát nó tư chung bố thật tha quốc rư chung bố xa vẻ bó thật tha quốc rồi mấy tự tu bác trả ơn chỉ hai tìm bí ủa bây giờ sát nâng mơ xâm lắp mình chập đật vì màu đôi cô ấy mình đật vì màu đật vì màu cái lấy cái à có đó đật màu cái lấy cái vay hay prap kế này anh chưa từ vay từ xâm lắp ấy chân chân ạ nâng à tròn chùm nực nâng để hai tháng bạc tái đọc bây thơm hộp chân như tôi bực kênh lốt màn bồn bờ màn bồn xề bấy sẽ thay nè hạp ở đây nâng bồ thà nẹ chô xâm lạp sạch đi hói xâm lạp sạch lúc ở tư chụp bồ thà cốt bồ sao vẹn rồi bọn thà cốt rồi mấy biến tờ tu bán bạp trả ẩn đi chia hai tỷ bầy bờ cứ dương mình chia kì nè hãy xâm lạp sạch đi tư anh thuộc bốn dơ tư bực kênh lúc hãy xâm lạp sạch đi tư anh dơ tư thoai bệnh bạp kì ơi xâm lạp chân á à xâm đây nâng á
cứ thưa ai khuôn ái miên bạp nâng từng vơ nâng thưa ai khuôn ái miên bạp chỉ chùm nói tỷ bảy hay chùm nói tỷ bốn là cao sát nô trời sầm lạp hói hói sầm lạp sát nô ở tư chùm bố tật thà cốt rư có chùm bố xa vẻ bó tật thà cốt rồi bấy tật tốt bạp tràn nên chỉ hai tỷ bốn nè à nâng sát nâng sạp đấy sát nâng trời sạp à càng lớn còn là bạp còn là bệnh chia thế cô bạp đây mình men cho thấy sầm lạp tê tay còn lại đi chấm nói tìm buồn đi cứ sầm lạp tay mà đòn à ca sầm lạp tay mà đòn nó có bạp này chớng à ca bạp nó men to là sát nó sầm lạp tê còn là dương miên bồng non cuôi pon prát nà nó cứ bị bạp bạt tờ hời bờ qua thà bạp nó về mình muốn đôi ca sớm sầm lạp tê hay chấm nói tìm prát mà hai chốn rồi mấy nị dễ rục quân tờ thà quân rư sa với ả rập tờ thà quân đau rương sạch tay mình sầm cù hỏi sầm lam sát ni sát nô ở tư chấm po tật hà cốt rứa chấm po sa vẹt bọt tật hà cốt rồi mấy ban tu tu bám trả lấy chi hai tỷ pram thế này mình điều chỉ vua nét đại sầm lam sát đạo chế tận nào tư chấm po thoái đạo tật hà cốt rứa sa vẹt bọt tật hà cốt rồi mấy ban tu tu bám trả đạo hai pram pro ca đi ai ở đây cứ bà ông lược lá ngọc pi ca rốt cuốn thế ca đại nhôm sầm lam sát tháng anh thay sai anh niệm bồn prasama samput ma chan te anh chẳng anh cặp cô muối thôi chẳng hàn thoái prapot phơ anh cặp mòn bị bay thôi chẳng hàn thoái bị khô song sắp tới nhà phun kia thì dây pol tu te tiêm sinh sinh nè hay su thà bạp đang từ lớn này nè bạp đang từ lớn nhà sầm lạp nè bạp từ lớn nhà rục cuồn nè thà bọn nơi từ đi đi không sạch không ấy ấy chẳng tái tam ca bớt bọn ọt bàn mình chia sọ hay dương chết nó rút cuốn bà ông thế thà bà ông mình cuốn chết môi mình cuốn cho môi bằng tay bà ông ngọt bàn bằng riêng kỳ tế bà ông miễn tài hàm khuất kế khơi nhớ nhộm bà ông xâm tay mà nốt trời miễn sớl pram hay sớl pram tí môi ấy kì hàm khuất mình nói xâm lạp mình chẳng ấy sát tôi cái đó sát thôn cái đó tế để xâm lạp nâng mình mến bà ông bằng quà bà ông xâm lạp này dương xâm lạp luôn dương tại tôi kì lụa tam xa tam ấy dâng mến bà bốn hàm nè mình men propôn nâng tơ bằng khoa bao nhiêu sầm lạp nè cứ kêu sầm lạp luôn kêu ta bờ hay đào từ bề kêu phơi cho ấn giờ mà bật kén chăn từ miên ba ấy bờ chấm a ha mà đào mò thải kêu giờ mà bật kén ta luôn men tơ luôn nè men tơ bên chia kêu nè có bật tai và sân chỉ đằng nè à quay nè à quay đại chỉ riêng khóc cứ đằng đằng thà kêu sầm lạp tầm bay luôn hói nới tơ không bỏ được phổ tiền thế à đằng ọt bà nè bạn nãy bà kê con là sầm lạp thom ta lụ tam phơi lụ tam nó lụ tam hang lụ tam ấy chán đấy chán đâu tao bay cua ngoa tới chẳng nhớ bờ kê thưa mà hôm cru xa kê ê chẳng tới rồi tới luôn thì muốn tới bên bà tới kê chạy lên bà kê luôn mà chán ấy mà con chán chẳng tới tạ bà tạ ấy tới chán đấy chán đâu tao bay cua tới mình bà tê nè vô lên nhớ cũng áo từ kia sầm lạp đầm bay dương hay dương đằng túp ấy kia sầm lạp đầm bay dương cả đời con tai dương ở đằng thằng kia sầm lạp đầm bay dương dương còn là chỉ nét từ tuồn ở chẳng có ở miền tu miền tây ấy đài sớm à thằng bồ tát ni ở sầm khán mình bàn thới mình bàn lứ mình bàn rụng kia ở rụng kia sáng sái nè nhóm hai rụng kia nắng chạy tiền rụng kia đợi cả bàn thới rung kia đời ca bàn lứ rung kia phát bị hai tiếng pì bàn đây thang khơi kia sầm lạp đầm bay khuôn của mình khơi lứ thà kia sầm lạp đầm bay khuôn của mình lứ vấn đề sao ta kia giờ sai từng mà đó còn được khơi nắng song sai được kia sầm lạp đầm bay anh ấy song sai được kia sầm lạp đầm bay anh thế ba rung kia chẳng cùng chăn tất cả là chăn trời ở bát tốt cột bờ sông anh một tên gì Tukhapata chanan tongkha phayam pata chanam phayya sao kam chani sao ka hon tu sape pepa nek nao sat tương lai hai nơi sạch đầy tôn xôm ai chia san ban sạch đầy tôn tư đại đoàn hai chia sát bát phầy tử đại đo hơi nơi sạch đầy sau chia sát bát sạch đầy sau tự hôn.